Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Leo lên nhà Hậu hái dừa luôn. Hậu ơi, mốt mà em có khách đi xe hơi em đừng có chỉ người ta đậu ngay dưới đây nha em. Nhiều khi tốn mấy triệu mấy chục triệu nó ngọt sớt luôn. Rồi em dịch cho anh Leo. Ai thích dừa rồi. Trái cây rồi. Đây quăng xuống anh chụp. Đó. Chết lộ rồi. Không vô. Chuyên nghiệp quá ta. Cái rong ở trong thủy sinh đó các bạn, là nó mọc tự nhiên luôn ha. Này kêu bằng rong tiểu bảo tháp á. Tiểu bảo tháp hả? Bắt cá đi thì đồng. Con em lâu lâu lên đây là em dẫn đi bơi cho bắt cá rồi các kiểu. Này tôi cắm đầu xuống đây em cái. Em dịnh một tay cho anh nhảy ra đưa, anh đưa một chân qua bên đó, anh đứng gì hai chân hai bên á, anh vớt cái. Trời ơi cái mương này bự lắm ông ơi, tôi đưa bạn cái tôi tạt kháng luôn. Mương này đâu phải mương nhỏ đâu. Ừ này mà thả cái beta xuống đây chắc nó đẻ nhiều lắm hết ơi. Ừ. Bữa nào quất mấy cặp beta thả xuống đây. Hy vọng là anh qua. Ơ trời ơi, nghe gắt ghê quá ông nội. Ôi. Có đem một đồ. Vớt luôn anh. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hai vợ chồng của Hậu đãi mình một bữa cơm ha. Rất là dễ thương luôn. Yeah. Món anh ăn em đồng mình, quê. Món ăn đồng quê. Yeah. À, tuyệt vời. Rất là ấm cúng luôn. Đây là tụi em tự nấu ăn không à, chứ đâu có đi ăn ngoài đâu. Ừ. Này cái gì? Cá dương hồng. Dạ. Yeah. Muốn xào. Dạ. Yeah. Rồi này chả cá. Đó, canh khổ qua. Yeah. Tuyệt vời luôn. Đúng vài luôn. À, mấy anh em sáng giờ đi vòng vòng ở đây. À, chia sẻ về nghề, về cuộc sống đồ này nọ thứ. Xong rồi hai vợ chồng làm bữa cơm mời. Thì sẽ còn tiếp tục chia sẻ ha các bạn ha, đón xem ha. Rồi giờ mình ăn cơm đây, đói bụng quá. Quất. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, leo lên nhà Hậu hái dừa luôn. Cho hái không em? Thoải mái anh. Thoải mái luôn. Em chưa đeo mic nha. Đeo đi. Nhà mình cũng có dừa nữa mà mình không hái, mình leo lên đây mình hái. Hậu ơi, mốt mà em có khách đi xe hơi em đừng có chỉ người ta đậu ngay dưới đây nha em. Nhiều khi tốn mấy triệu mấy chục triệu nó ngọt sớt luôn á. Có luôn cái bể cái kiến. Đây để mình coi cho. Chắc chưa? Chắc rồi, được mà. Rồi em dịnh cho anh leo lên. Đó vậy mới chắc nè. À. Chưa chắc luôn. Chưa chắc luôn. Là luôn. Rồi. Ủa cái này hái sao? Xay là gớt hả? Xay thôi. Như trái nào biết trái nào chín, trái nào à, không? Bên tay, đây nè, em chỉ nè, nè. Cái quầy này nè. Nguyên quầy này luôn đúng hả? Rồi, đúng rồi, hái nguyên quầy luôn cũng được nè. Ủa hái nguyên quầy em phải cho anh con dao chứ em kêu. Xay luôn, cho lên cơ. Xay từng trái. Xay từng trái hả, lấy từng trái hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ai thích dừa rồi. Trái cây rồi. Đây quăng xuống em chụp. Đó. Mà chú đẩy nước xuống đó đi chú. Em ơi. Quăng xuống đất luôn đi. Đây. Đây em chụp cho em. Không đâu đâu. Em chụp nó gãy ngón tay em luôn. Cái dừa là lùng lùng cũng dễ chơi nè. Dạ. Cây là cao rồi, có nhiều cây lùng hơn nữa. Lùng hơn nữa hả? Cây lùng hơn nữa. Nó vô giống hay sao ta? Đúng rồi, vô giống anh. Ồ, mày thấy mấy anh mà chuyên leo dừa leo hay lắm. Ui. Rồi, bốn người, bốn trái. Hái đã luôn đi anh. Hái hết quầy luôn nè. Trời ơi. Xíu em về nữa. Nhà anh cũng có cây dừa nữa. Hái đâu uống đây được rồi. Không ngon bằng dừa này. Phải không? Ở chơi trước bốn trái đi em ơi. Chơi quá. Đúng. Cộng đồng mạng bữa sau cộng đồng mạng lồi lên đây hái dừa nữa. Hỏi địa chỉ lên hái dừa nữa. Ở đây có rong luôn kìa. Ồ cái rong nuôi cá đẹp lắm á. Này tự nhiên luôn hết à? Tự nhiên này rong hơi bị phèn rồi. Có rong trong góc con kia kìa đẹp hơn. Ồ. Con cá nằm trong rong nữa kìa ha. Ừ. Đó đó. Cá lóc á. Cá chê hay gì á? Chê cái mỏ chê. Ừ. Ở ngoài cầu kè quay đẹp lắm. Đó. Đây đại ca. Ok, kể vậy dưới mình đi. Dạ
cơn thèm. Đây các bạn, thành quả. À chú quên đi. 4 trái dừa. Thôi ra. Đây em ôm phụ cho. Đây. Được mà, anh cũng nông dân mà. Rồi xuống lấy dao cho anh chặt luôn nha. Ok, chặt luôn. Rồi cảm ơn chú. Ai da. Đâu thiết kế vào thì lên đây chặt anh em mình trò chuyện chút xíu. Ok. Lấy muỗng luôn nha. Đó. Dừa chặt đi. Rồi để anh chặt cho. Ủa hình như hơi sai sai vậy. Hơi sai hả? Ừ. Dưới đây đó. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Lục nghe rồi. Thấy được không? Thấy cũng được được á. Thấy múa múa cũng hơi ghê á. Chết lộ rồi. Chặt sâu vô, chặt sâu vô. Sâu vô luôn hả? Ờ, chưa tới cái trái mà. Sợ lát mẻ dao luôn hả chứ. Không sao đó, dao này chỉ để chặt vô. Đó, dính rồi, vô rồi đó. Ở dừa này nó bị lệch em ơi. Nó bị lệch hả? Chặt bé ngoài mà ra nước rồi. Nè, à, thấy rồi nè. Trời, trời, lỗi lỗ cho nó chảy nước đi rồi hả, chặt tiếp. Lụi một lỗ cho nó chảy nước kia. Đây hả? Ờ. Đúng rồi, nè, ra luôn rồi nè. Cái mũi lụi đi. Rồi, 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 rồi. Đổ vô đây trước đi. Để hồi nó chảy. Bị lệch đúng không? Nó chảy một bên nè. Đây, mát rượi luôn. Chuyên nghiệp quá ta. Đó. Anh cũng dân chợ còn muối ra mà được rồi đó em. Uống thử một cái coi ngon không? Đây. Tinh khiết luôn. Trời quất tâm mình đi sao. Ngọt ngay luôn á. Ngon. Anh uống đi, em uống đi. Uống đi em. Lát còn nhiêu anh lấy về mà. Ok. Quan trọng là cái tay có đủ đủ mạnh, đủ khỏe để vặn. Vặn nãy vặn 4 trái mà hãy hơi đuối cái tay. Ok các bạn. Hôm nay được chở về cái chỗ này cũng gần thành phố ha. Nếu đúng mà rồi. Tính ra cắt cỡ 40 cây không ta? 30 cây hả? 30 cây. Dạ. Ở này là Thủ Thừa. Dạ đúng rồi, Thủ Thừa. Thủ Thừa Long An. À, cách khoảng 30 cây khỏi cái trung tâm thành phố thôi, nhưng mà cái mình xuống đây mình chơi từ sáng giờ không có một cái tiếng xe, không có một tiếng kèn gì luôn, rất là thoải mái luôn và cũng rất là mát các bạn ha. Mặc dù nhìn bên ngoài nó nắng nhưng mà cái nhà hướng này, hướng tây, hướng bên này cho nên là ngồi trước này rất là mát. Ok, giới thiệu với các bạn hai vợ, đây là hai vợ chồng của Hậu. Em tên gì? Hiếu. Ôi, Hậu Hiếu hả? Hai vợ chồng tên cũng hợp nữa. Hay là hai bạn trẻ, rất là trẻ, sinh năm 96, tức là tuổi Tý luôn á. Thua anh em mình chung tuổi nhau. Anh hơn em con giáp. Yeah. Nhưng mà rất là giỏi, rất là dũng cảm luôn các bạn. Coi như là hai vợ chồng bỏ thành phố lúc trước là ở quận 9. Hai vợ chồng về ở đây, có hai vợ chồng thôi. Về ở đây chung quanh nó rất là vắng ha. Thì cùng khởi nghiệp. Ban đầu là khởi nghiệp nuôi cá, sau đó là bây giờ hiện giờ là đang khởi nghiệp nuôi chó. Yeah. À, gọi là quyết định nào mà đưa hai tụi em về đây? Tại tụi em thích ở quê. Thích ở quê. Dạ. Hai chồng lấy nhau mấy năm ta? 5 năm. 5 năm. Dạ. Một cháu. Dạ. Cháu đang ở dưới đây luôn hả? Ở Bình Lức, ở dưới bà nội. À, ở dưới bà nội. Đi học tới gần. Dạ. Rồi thích ở quê nhưng mà thích thì nhiều người thích lắm. Dạ. Nói về thích thì rất là nhiều người thích nhưng mà phải có cái động lực gì đó, một cái gì đó để cho mình quyết định mình đi về, đúng không? Dạ. Thì cái quyết định gì?
Đâu có đơn giản đâu, về đây sống đâu hoàn toàn không đơn giản rồi đó. Để lát sẽ phân tích coi tại sao không đơn giản cho người xem ha. Tại vì thứ nhất là cái đam mê mà em chọn là em nuôi chó. Mà nuôi chó thì nó rất là kỵ là nuôi ở chốn đông người, nó sủa ồn người ta, ảnh hưởng người ta, ảnh hưởng người ta chứ nó hôi nữa. Đó thì khi mà mình về quê này á, đây là thứ nhất là gió thổi mát nè, mấy con chó của mình nó cũng thích nữa. Và không có ảnh hưởng tới ai hết trơn. Thì vừa là sở thích của mình về quê mà lại vừa là đúng cái mà đam mê mà mình đang làm. Với đây có không gian nuôi rồi cũng tốt hơn. Dạ đúng rồi, điều kiện nuôi nó tốt. Đây là lý do rất là rõ ràng. Còn em, lý do làm sao mà gan có gì dám nghe lời khuyên cái chạy về đây luôn nè. Bây giờ có đất sẵn, có nhà sẵn mình ở nha. À em cũng ở gần hậu luôn hả? Ở lúc mà ở trên kia đó, à, ở gần. Dạ không, tại em lấy nhau rồi mới lên đó. À, em là người gốc đâu? Em là Đắk Lắk. Đắk Lắk hả? Dạ. Rồi Đắk Lắk mà nghe gan quá dám chạy về đây luôn. Lúc mà hậu kia em về đây em có thắc mắc hay là có lo lắng gì không? Dạ không, tại nhà mẹ ở Bến Lức mà. À nhà mẹ Bến Lức hả? Vậy cũng gần. Rồi hai vợ chồng về đây có gặp khó khăn gì không ta? Mới ban đầu về á. Lúc tụi em về là chưa có điện, chưa có nước. Chưa có wifi, nói chung là về giống như là ở giữa đồng này luôn, không có cái gì hết trơn á. Đó, thì tụi em phải tìm mọi cách thì phải xài nước mưa. Tuy là bơm nước sông lên xử lý xong rồi xài nước sông, bây giờ xài nước mưa. Điện thì phải kéo rất là xa. 2 cây số mới có điện. Là mấy cái này chi phí mình tự bỏ ra để kéo về rất là mắc luôn á. Kéo điện 2 cây số rất là mắc luôn á. Phải tự bỏ ra hết. Dạ, rồi xài mạng thì xài 3G, ngày này có 4G. Là nó hạn chế của em về cái phần là em làm YouTube. Hạn chế là đăng video lên không được nè, lướt nhiều là nó hết. Thì mỗi lần mà muốn đăng video lên là phải ra quán cà phê ngồi đăng. Đó, rồi muốn giải trí gì đó phải ra đó tải sẵn về nhà mình làm. Còn, chứ mình không có làm trực tiếp ở nhà được. Đó. Các bạn thấy là cặp vợ chồng này rất là dũng cảm luôn, bỏ thành phố về đây. Nói thì nghe nó đơn giản, lúc này ở trên mạng xã hội á nó hay có cái ý là giống như dựa theo cái bài hát rồi của Đen Vâu, giữa thành phố chật chội quá về quê trồng rau rồi đại loại vậy. Thì ai cũng nghĩ cái chuyện này đơn giản hết trơn á. Thì em có thể giải thích là có đơn giản hay không, có thể chia sẻ. Nó không có đơn giản vậy đâu. Khi mà mới về quê đúng không, mình ăn rồi không có quen. Muốn ăn phải chạy rất xa. Quen mỗi lần muốn đi ăn là phải chạy nửa tiếng đồng hồ mới tới chỗ quán ăn. Trời ơi. Mà trưa đi là chiều đi tối đi, nói chung là đi một ngày mất hết thì rất là nhiều thời gian. Cho nên phải tự nấu ăn. Đi chợ thì một tuần đi một lần. Rồi nói chung là nó cũng rất là nhiều mình không có nhiều cái chỗ mình vui chơi. Nhưng mà từ từ mình cũng quen, ở nhà đi cũng quen. Chắc cũng tại mà trước em có đi chơi nhiều không? Trời, trước là tối nào cũng phải đi cà phê hết trơn á. Bây giờ về đây là coi như buổi tối đây, chắc là hiện giờ buổi trưa đã dậy rồi, buổi tối chắc còn im re nữa. Trời, tối đây yên tĩnh lắm anh, không có nghe tiếng gì luôn á. Ảnh ương ếch nhái rồi thôi đúng không? Đúng rồi. Ve mùa hè ve kêu ảnh ương đồ ọp 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 tắc kè kêu đồ. Em là chắc cũng nấu ăn giỏi hả? Dạ. Em đâu biết nấu ăn đâu. Không biết nấu ăn luôn. Về đây em mới bắt đầu tập. Đó, hay giờ bạn. Vô những cái hoàn cảnh khó là con người mình nó sẽ được phát triển ha. Chứ còn sung sướng quá nhiều khi không phát triển đâu. Khó gì mới phát triển. Là tất cả lúc em về đây là em mua mới bắt đầu mua đất luôn. Ở đây lúc trước là y chang những bên đây vậy nè. À. Mình bắt đầu mình về mình khai quang. Mình khai quang xong mình làm nhà. Rồi mình ở đây dạ. À căn nhà này em mới xây luôn. Mới xây một năm anh, chưa xây xong, chưa hoàn thiện mà. Chưa hoàn thiện luôn. Dạ đúng rồi. Anh tưởng nhà này có sẵn chứ. Đâu nhà có, này nhà đó. Này em mua có sẵn cho nên nó giống như người ta xây sẵn bằng thô ấy, người ta bán á. Dạ không. Chứ anh thấy. Ồ anh, trước em về là một vườn chanh. Trước là nó vườn y chang luôn vậy nè. À. Rồi em mới làm. Tôi phải đi khai quang á. Đi khai quang luôn. Chặt chanh. À. Rồi, cái này các bạn về quê sẽ gặp mấy cái này, xưa nhà mình cũng có ở Bình Dương á, là có cái này gọi là cái bàn thờ bằng thiên đó. Thờ trời thờ đầu thành phố rồi chắc không gặp mấy này đâu, nhìn là thấy kỷ niệm ngày xưa liền. Chỗ căn nhà này mình mới xây luôn. Có nghĩa là nhưng mà tại sao là sao không có hoàn thiện mà để thô vậy luôn? Mình để vốn để mình làm, mình nuôi chó, mình đầu tư vô chó. Dạ, tại vì nhà bây giờ cho dù mình có đập thêm vài trăm triệu nữa mình cất cho hoàn thiện nó vẫn là tiền chết. Thì số tiền đó mình sẽ đầu tư vào chó để mình có sinh lời, để mà sau này mình nhiều tiền lên rồi mình mới sửa cái nhà. Hay quá. Tại tụi em không có quan trọng là ở nhà đẹp như thế nào, có chỗ ở trú mưa trú nắng là ở được rồi. Hay quá. Dạ. Ghen không? Ghen quá. Mình cũng thuộc dạng ghen mà chưa ghen đến vậy luôn.
bản thân mình là cũng thích về quê đó các bạn, thích yên tĩnh nhưng mà quê, nhưng mà nó cũng phải tương đối đầy đủ tiện nghi, còn xung quanh đây là hầu như là không có gì luôn ha. Ví dụ như chúng ta ở cái đơn giản nhất, chúng ta thấy tiệm tạp hóa đi. Dạ. Tiệm tạp hóa là nó coi như là cách 3-4 căn là sẽ có một cái, ở đâu cũng vậy. Còn ở đây là mấy cây số mới có tiệm tạp hóa? 3-4 cây vậy anh? 3-4 cây mới có tiệm tạp hóa. Coi như nước là nãy anh thấy mới đổi nước, là không có nước ở đây, hiện giờ có nước máy chưa? Không có nước máy, không có nước gì hết trơn á. Không có nước máy luôn, còn nước giếng khoan xuống xài được không? Giếng khoan không xài được, giếng rất là phèn luôn. Phèn luôn? Phèn dữ lắm luôn. À, dạ. Cho nên ở đây nếu mà nói về nước sinh hoạt nấu nướng thì mình sẽ kêu nước tinh khiết. Uống, và dạ, nấu ăn. Còn ở dân ở đây là 100% xài nước mưa. Xài nước mưa, à, vậy là phải có những cái lưu. Những cái nhà trên đây là xây cái hồ, một cái nhà là 30 hồ anh ta chứa đó. Ồ. Nhiều vậy đó. À. Còn đây mình không có xây hồ, mình đào ao mình làm. Thì cái nước này anh nghĩ cái nước này em dùng cho việc sinh hoạt tắm giặt. Đúng rồi, tắm giặt dội chuồng chó. À. Còn nấu ăn thì mình kêu nước tinh khiết. Dạ đúng rồi. À. Rất là hay bạn, một cái tư duy phải nói là gói ghém rất là hay luôn. Đây là hai bạn trẻ, miếng đất này là tự kiếm tiền mua luôn đúng không? Dạ. Từ cái bên cá này. Dạ. Có tiền mua miếng đất này, bao dạ. nhiêu mét vuông em? 2000 mét vuông anh. 2000 mét vuông. Dạ. Rồi tự xây cái nhà này. Rồi tiền thì nó có giới hạn, nó có con gói nhỏ thôi, cho nên là đang xây cái nhà này thì muốn đầu tư làm chó thì phải dành tiền làm chó. Dạ, cái này tạm ngưng lại, chừng nào có thì mình tô chết phép đầu sau đúng không? Dạ, không, đúng không quan trọng lắm. Đơn giản mà. Dạ. Quá giỏi luôn. Dạ. Cái xây nửa chừng quăng vậy ở có chỗ che mưa che nắng là ở được rồi, chủ yếu là làm công việc đúng rồi, cái tiền dạ, kia nó xây vòng nó sẽ tạo ra lợi nhuận. Dạ, còn này nó nằm yên vậy luôn. Dạ, giờ mình đầu tư hết tiền trong đây thì mình không có tiền mình làm bên chó thì nó không có sinh lợi cho mình. Vô ngồi tháng. Nhìn bốn bức tường cười không chắc quải đó. Dạ đúng rồi. Rồi rồi. Điện phải kéo về, nước thì không có phải xài nước mưa. Dạ. Đó. Nhưng mà rất là gan dạ luôn á, rất là gan luôn. Mà hồi nãy anh có hỏi là em đây có sợ ma không? Ừ. Anh có sợ ma không? Hồi lúc mà mới về thì có sợ, mà khi mà ở thời gian quen rồi là ở đây nó không có sợ hết trơn. 1-2 giờ sáng mà đi bộ vòng chơi bình thường. Ừ. Tại vì cái cảm giác như là nó thân quen lắm rồi. À, nó không có cái gì để sợ hết trơn á. Ừ. Dạ. Ở đây cũng không có trộm cướp, không có mất cắp gì hết trơn á. Dạ. Mà ở đây do nếu mà đợt vừa rồi mưa bão chắc gió rồi quật cũng ghê lắm ha. Gió quật sập rồi đó, sập cái dàn sắt của em đó. À. Dạ, đợt bão vừa rồi đó. Rồi cái công việc lúc trước của em á, khi em chuyển về đây chắc mình phải thu xếp lại hết ha. Ờ, cái chạy cá khi mà dời về á là chấp nhận là mất hết cá. Ừ. Tại vì cá không có dời được, cá khó dời lắm. Ừ. Thì khi mình về mình bỏ hết cá mình về đây mình làm, thì mình có mua lại giống mới để mình làm rồi, nhưng mà cá lúc đó cái thị trường nó đã xuống rồi, nó không có đạt được hiệu quả cho nên mình cũng bỏ luôn. Ừ. Lúc đó mất thêm một số vốn đầu tư cá lại đó. Ừ. Từ đó xong rồi mình mới không đầu tư cá nữa mà mình chuyển qua mình làm toàn lực cho chó. Ừ. Ừ. Nãy em nói em về đây được bao nhiêu lâu rồi? Năm hả? Năm, nhà này em cất được năm rồi đó. Cất được năm mà. Dạ. Có mới về đây bỡ ngỡ không ta? Bỡ ngỡ dữ lắm không? Trời, mới về đây là toàn đi ăn ngoài không à. Ngày nào cũng phải xách xe đi ra ngoài ăn hết trơn á. Về đây không có gì ăn hết trơn á. À, xong bây giờ quen rồi, bây giờ đi cứ đi siêu thị mua lần tuần lễ. Ừ. Dạ. Ăn tuần lễ nhà tự nấu ăn. Ừ. Quá dễ thương luôn. Chưa lúc đầu lúc trước sung sướng quá đâu có biết nấu ăn là gì đúng không? Đi ăn tiệm không tiệm mà, đúng không? À. Lúc trước anh tính lúc trước là bán cá có tiền và bán chó cũng có tiền nữa. À. Cho nên đi ăn thoải mái lắm, cà phê tối ngày, tối nào cũng đi cà phê hết trơn. Còn ừ. bây giờ về đây là mình giống như là mình tiết kiệm được rất là nhiều luôn á. Đúng rồi. Dạ. Không có gì để xài tiền, không có dịp xài tiền luôn. Dạ đúng rồi. Muốn xài quá không có chỗ xài. Tôi tiết kiệm rất nhiều luôn. Anh xài cũng hơi nhiều, không lẽ anh kiếm miếng đất kế bên ở chung với em. Anh em mình gáp lại không biết chắc xài dữ à. Rồi mới về đây mấy cái hàng rào này là cũng mình mới dựng đồ lên luôn. Dạ mình mới dựng lên luôn á. Nói chung là ở đây là nó như chất cái vườn chanh đó, tôi em phải đi khai quang chặt chừng cái cây chanh nhưng mà làm như bên đây nè. Ừ. À. Anh thấy đây cái đất ở đây chắc tốt, thấy trồng cây ăn trái nhiều ha. Không, đất ở đây nó xấu quá. Xấu hả? Đất cây xấu cho nên chỉ trồng những cái cây như cây chanh, như cây dừa rồi mấy cái cây ấy thôi, không. Đất ở đây là phèn, rất là phèn luôn. Ừ. Cho nên cái miếng đất này nó anh thấy cỏ nó mọc không nhiều nữa, không? Đúng rồi. Do đất này là múc ở dưới lên phèn rất là nặng. À. Tụi em đi rải dôi các kiểu luôn á mà vẫn chưa có làm được. Tụi em tính trồng cỏ ở đây nè. Ừ. Nhưng mà trồng cỏ ở đây phải đổ một lớp đất mới lên mới trồng cỏ được. Đúng rồi. Ừ. Cho nên chưa có vốn để mà làm tới cái này, từ từ. Anh thấy đường nhỏ quá, cát rồi đất rồi đi đường nào vô ta? Thì cái đường nãy anh vô nó cũng chở vô được hết luôn á. À. Dạ. Đi vô sâu lắm các bạn. Ở ngoài đường lộ và kia quẹo vô đây chắc cũng phải mấy cây á, mà đường
À, đường đá ha, móc mô, đường đá. Móc mô. Dạ. Còn em những ngày đầu về đây có ngủ được không? Em sợ ma lắm. Sợ ma lắm hả? Rồi, nếu mà nghe chị sợ ma phải nghe vợ kể mới được, chứ còn chồng kể nó nói có gì đâu sợ, không có gì để nghe. Kẹp vô nghe chuyện sợ ma. Rồi, ok. Cứ nói bình thường đi, em nói gì đâu, cái này thu tiếng thôi chứ đâu có gì đâu. Sợ ma sao? Sợ ma là thường là không cách được em nửa bước luôn á. À. Em đi vệ sinh hay cả mọi thứ đều phải đi theo em luôn. À. Là ngày xưa thôi hay bây giờ luôn? Bây giờ thì đỡ rồi. Ừ. Dạ. Bây giờ em có thể ở nhà một mình được. Ồ. Còn hồi đó mới về em nói nghe tiếng gió thôi là em cũng sẽ sợ lắm. Ở ngăn chứ bộ. Trong thành phố mình đâu có. Ừ. Dạ. Không, nhưng mà không phải đùa đâu, dù bản thân anh là thả đây anh một mình thời gian đầu anh cũng quéo à. Thì mình cũng lo lắng chứ, xung quanh đây có người thân không? Thì khu này là nhà người thân em hết luôn á. À. Dạ. Vậy cũng đỡ. Hết luôn á. Vậy cũng đỡ. Hồi lúc chưa làm cái nhà này là em phải trải cái võng em nằm ở đây để mà em canh nhật lèo nè, em ngủ ở đây mấy cả tháng trời để làm cái nhà này luôn á. À. Ngủ một mình một chỗ này luôn, cột theo con chó kế bên. Sao? Mà may là luôn đó không mưa anh. À. Không có gì ở trên hết á. Chỉ có cái mùng vậy thôi xong nằm rồi đó. Có giờ khóc chưa? Có giờ thấy ớn ớn quá khóc chưa? Em thì không có khóc, em ít khóc á. Ừ. Chỉ có sợ quá là phải kêu hoặc là gì á, là phải có người bắt buộc phải có người ở với em á. Ừ. Có kỷ niệm nào đáng nhớ không, vui vui không? Về đây nè. Có rớt vào mương. Rớt vào mương hả? Đi mương đâu rớt? Đi ngoài đường á, đường xình quá xong rồi rớt. À ngoài kia hả? Đây nước nó ngập. À ở đây ngập không ta? Có ngập á. Nhưng mà ngập vòng ngoài không ạ, trong em chưa ngập tới. Ừ. Tới lúc này chiều cường lên cao dễ ngập lắm ạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Té vào mưa luôn. Dạ. Lết đất là đi xe máy hả? Dạ. Đường anh thấy khó chạy thấy mồ, móc mô. Đường anh đi là dễ chạy á, còn em đi đường tắt. À. Xong rồi rớt vào mương, trời hai đứa như hai con chuột. À hai đứa cùng rớt luôn hả? Đường em đi đường tắt là đi vô cái đường mình nó len trong đây nè, nó khó đi lắm. À. Mà nó gần. À. Dạ. Tại hai đi chơi mà anh. Về đây chắc bỏ hết đi chơi luôn rồi. Xa quá trời. Xa, nó lâu mới đi. Ừ. Buồn. Buổi tối đường ngoài này có đèn không ta? Chắc không có gì luôn, nhìn ra là tối thui luôn. Như một bầu trời đêm luôn á. Mạnh. Từ tay đêm đây cho. Tối thì đẹp lắm, đây chụp thanh long. À đúng rồi, đèn. Tối hơi bị đẹp luôn nha. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng vậy. Tùm lum màu, mỗi chớm. Đây chụp thanh long nhiều lắm. Rồi, có lý nha. Đẹp. Xuống đây đi xong rồi hả? Anh đi buổi chiều, đi giấc chiều là trong này nó lên đèn. Trời đẹp lắm. Lên đèn trông đẹp lắm. Lãng mạn ha. Hôm bữa tưởng trời đỏ không anh? Bữa nhìn nguyên một trời đỏ tưởng bữa nay có nguyệt thực hay gì. Cuối cùng leo lên ra thấy thanh long hả? Thanh long, dạ. Ở đây đặc sản là gì ta? Nhiều lắm anh, giờ anh hỏi em cũng không biết nữa. Thì người ta trồng cái gì là đặc sản cái đó đó anh. À. Như là mía nè, dưa hấu nè, chanh nè, rồi dừa nè, rồi nhãn xuồng, mãng cầu thơm, nhiều lắm, trồng nhiều lắm. Đây là khu mít, khu là khu trồng trái cây mà. Thì nhiều đặc sản không, ý anh hỏi là con á, mũi mồng đồ này nọ. Mũi nhiều không? Ở đây mũi là như dưới rừng U Minh vậy đó. Ghê vậy. Mũi mà tối nó bu là em nói là như ong bu luôn á. Ừ. Nhưng mà trong nhà em là có thắm thiết bị đổi mũi, nó có thiết bị đổi mũi luôn. Ừ. Ở nhà em với trong chuồng chó. Thì ở trong nhà em không sao, chứ tối mà anh ra đây anh ngồi nó bu anh như mũi như cái như thiết bị đủ mũi đó, là nó con mũi nó không bay vô luôn hay là nó diệt con mũi? Xong tinh dầu đuổi mũi á. Dạ. Hiệu quả không em? Hiệu quả. Ừ. Không có mũi luôn. Không có mũi luôn á. Ồ, vậy cũng chứ hay. Chứ đây mà không có cái đó là nó anh mũi nó hút khô máu anh luôn á. Nghe gần nguyên minh luôn hả? À. Bữa nào xuống làm mắm mũi. Có nhiều trò thú vị đó nha các bạn. Xung quanh đây có những cái mương, hậu nói là đi vòng ở ngoài đi. Vòng đi ngoài. Đi coi thử coi. Yên ơi là yên luôn á. Giấc cá lì thi à. Giấc cá lì thi nè ha. Ừ. Còn cá đó giờ cũng hiếm à. Ở đây mới còn thôi chứ đâu có đâu còn đúng đó. Rồi trên kia vớt sạch hết rồi. Ừ. Ở đây Hậu giới thiệu là có những cái gì ta, cái ruộng cỏ lao hả, bông. Dạ. Lao rồi cỏ sậy đồ này nọ rất là đẹp luôn. Đây là những cây chanh nè các bạn nè, như đây nè, xuống đây vớt cái ly thi á. Rồi đây, ở đây nó có những cái rong ở trong thủy sinh đó các bạn, là nó mọc tự nhiên luôn ha. Này kêu bằng rong tiểu bảo tháp á. Tiểu bảo tháp hả? Dạ. Ồ này nè, cá quá trời nè, đung đưa nước nè.
Thì bơi lượn lượn lọn. Mấy cái cỏ này nè, cái này cũng chơi thí sinh được nè, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn đây nó vậy thôi chứ vớt lên vô hồ là đẹp đó. Cá quá trời luôn á. Cái thia nhiều lắm. Bữa nào sắm cái ghe xuống đây rồi cầm cái rổ xuống rồi. Nè bên đây như rong. Có cỏ hết á. Nè quá trời luôn nè. Dạ. Vậy bắt cá đi thi đồng. Con em lâu lâu lên đây làm dẫn đi bơi cho bắt cá rồi các kiểu cho nó trải nghiệm cái không khí cái vùng quê á. Sướng thấy mồ luôn. Để nó ở nhà hoài nó chơi điện thoại không à. Đúng rồi. Vậy đây cho nó chơi nó vui. Căn bệnh chung rồi. Dạ. Cá quá trời. Dạ. Cầm rổ xuống này vớt là đã luôn á. Này Thái Salem mà có coi kênh Thái Salem ghiền lắm. Thấy mấy vụ này khoái lắm. Anh đó anh mê mấy vụ này đó. Chanh này là chanh xuất khẩu em, chanh không hạt hả? Đúng rồi, chanh không hạt xuất khẩu á. Đây người ta không có xịt thuốc. Cỏ này ta phải mò bằng tay á. Bằng tay hay bằng máy á. Này tôi cắm đầu xuống đây một cái. Nè em dịnh một tay cho anh vớt không? Thôi đâu có gì đâu, bữa nào phải có này nọ xuống đây vớt kìa, quá trời kìa. Nè anh nhảy ra đường, anh đưa một chân qua bên đó, đứng hai chân hai bên á, vớt cái. Trời cái mương này bự lắm ông ơi, tôi đưa bạn cái tôi tẹt kháng luôn, mương này đâu phải mương nhỏ đâu, mương này bự lắm. Đưa, trời kiểu sao chân tôi có chút xíu mà kêu đưa ra vậy chắc chết quá. Nè, cái rong này là cái rong khác nên không? Đúng rồi, rong này rong khác. Cái khác không? Tiểu bao tháp này nó giống như cái sâu xanh xanh kia kìa. Đúng rồi. Còn này nó khác. Nè, tiểu bao tháp nè. Đầu dạ, xanh xanh nè. Còn trên này là cái khác nè. Này lên mà rửa sạch mấy cái bụi là đẹp dữ á. Này nó bị phèn thôi mình rửa sạch. Mà cái ao cái sông lớn ngoài đó là nó sạch lắm. Đây nó bị phèn thôi. Đây trồng chanh từng luống ha. Dạ. Nè tiểu bao tháp quá trời. Nhiều lắm cho nên mấy con cá lì thi rồi thích ở đây lắm. Mát nè. Đây người ta không xịt thuốc nữa cho nên nó sống được. Nè hằng hà nè, trời qua đây quá đẹp. Trời ơi. Tới đây rồi. Mới đẹp nè. Rồi anh chỉ trong này đi, mốt ta xuống ta vớt luôn á. Trời đã chưa kìa các bạn. Quá trời trời luôn kìa. Li thi bảy màu hay gì kìa. Li thi cá sim, cá beta gì đó. Ừ này mà thả beta xuống đây chắc nó đẻ nhiều lắm á trời. Bữa nào quất mấy cặp beta thả xuống đây. Nè nè, đi đàn kìa. Có con cá chim cái gì ra ăn con tôm hả? Tép hả? Đó. Đó dài sọc á. Ăn gì? Lem kem. Nè, quá trời. Thích thiệt. Mình đi vô vườn chanh này chơi được không em? Được. Đi vô đó, rồi thử mấy trái chanh nó đã lắm, chanh nó to chà bá luôn. Trời quá trời luôn các bạn ơi. Trời anh em thủy sinh xuống đây nhìn. Mấy anh chơi thủy sinh xuống đây chắc ghiền luôn. Ghiền luôn. Ôi có con chuồn chuồn màu đẹp quá nè. Chuồn chuồn cam à. Còn hai con chuồn con ong hả? Con gì á? Con ong á. Thấy đậu lại chỗ rồi. Thôi đừng ghé thăm nữa. Ghé thăm cái rồi. Bữa chích cái hả? Ở đây là người ta trồng rau, người ta ăn lỗ anh, người ta không có đi chợ luôn á. Đi trồng nhiều rau lắm. Hy vọng là anh qua thấy. Ở trời nghe gắt ghê quá ông nội. Bước qua đây anh, bước qua đây anh. Không bình thường sao đâu, nhảy qua luôn cũng được. Chờ uống xíu. Ê, đâu mất tiêu rồi, ổn quá tính quay clip, bỏ cánh cứng. Mất tiêu rồi. Quá trời chanh không. Này cũng nhà của dòng dòng mà bà con mình em ha. Dạ đúng rồi. À. Chanh này khoảng bao lâu thu hoạch lần ta? Mười mấy ngày anh. Mười mấy ngày là thu hoạch lần. Ta ra hái từng trái một vậy. Đúng rồi, lựa chứ nào bự hái. Quả nó chưa bự đâu. Kiếm quả nào bự tí nữa vô mình cắt á, đẹp lắm. Ồ. Ăn chanh chấm muối luôn. Cây tốt quá trời luôn. Ở đây vô có tiêu chuẩn để mà xuất khẩu anh, cho nên người ta không có dùng phân hóa học, người ta dùng phân chuồng, phân gà đâu á. À. Cho nên cây nó tốt lắm. Vậy đây này, bữa nào thu hoạch thì mấy anh chị công nhân mới đổ xuống làm thôi đúng không? Dạ đúng bình rồi. Thường vậy. Có tưới tắm gì không ta? Hay là để tự nhiên tự nó hút nước từ mấy mương vô hả? Người ta phải tưới, người ta có một chiếc xuồng, người ta đẩy đi thì trên chiếc xuồng nó có gắn cái máy bơm. Cái máy bơm phun ra. Hút cái nước từ dưới cái mương. Đúng rồi. Đẩy tới đâu là phun tới đó. Dạ. Này người ta có một cái đội hái chanh,
Thì tới vườn nào đó hái từng đội, người ta đi từng vườn, từng vườn á. Dạ. Vui ha. Dạ. Tới mùa thu hoạch này nọ lên chơi. Dạ. Em ở xa vậy rồi, mỗi lần đi lại nó bất tiện nhiều không em? Thì đi xa thôi anh. Đi xa thôi gì? Dạ. Mấy lần đi offline rồi đi cũng xa dữ. Dạ cũng phải đi thôi chứ. Thích, mình thích mình đi thôi. Thôi có đem một bộ đồ thì vớt luôn anh. Em nhẹ không lo rồi, lo mấy đực rựa để nó nặng thôi. Hay xíu ra xong vớt rong về làm quà cho anh em. Ê mà chưa có cái xuồng. Đâu? Ngay cái chỗ đường đi xuống á. À. Nhưng mà không biết là bữa nay có xài không. Mấy cái dừa lùng không à? Ở quay cái dừa hôm xích qua khỏi chiếc xe anh chút xíu nữa là có nguyên dừa lùng luôn á. Dừa dâu á. Dừa dâu ngon à. Ừ, dừa dâu uống nó chua chua. Ừ. Dừa dứa thì uống nó thơm. Ồ mấy cái lỗ này thường thường là mà cá cua hả? Hang cua hả? Còn dạ, quá trời lỗ luôn kìa. Ở đây là người ta không có đi chợ luôn á, người ta đi bắt cá người ta ăn. Đúng luôn rồi. Á. Đi bắt cá mò cua. Dạ. Về làm mấy món đồng quê, nhiều khi bắt lương đồ này nọ. Dạ đúng rồi, đây nhiều lắm. Ồ mấy trái dừa này bự khủng á. Chuột nữa trời, ở đây đặc sản là chuột nữa. Chuột hả? Chuột nhiều lắm. Chuột đồng hả? Chuột đồng á. Trời ơi. Nhiều lắm. À, có một con đặc sản nữa nè. Con gì? Rắn mối. Ồ, rắn mối hả? Rắn mối đặc sản luôn. Là nhiều lắm đúng không? Thì nhiều. Cái môi trường này sống của nó mà. Bữa nào anh cầm cần câu, anh kiếm cần câu xuống đây câu rắn mối đi nhiều lắm. Vậy hả? Dạ. Cái cần câu rắn mối là cái làm sao ta? Hình như là câu vô đầu đúng không? Câu thòng lọng đúng không? Như cần câu cá đó, không, nó như cần câu cá đó. Ôi, như cần cá hả? Dạ đúng rồi. Đây các bạn nhìn từ ngoài vô. À, đây là đường, đây là nhà của hai vợ chồng Hậu. Hai vợ chồng rất là trẻ luôn. Phải coi như 96 thì năm nay được bao nhiêu tuổi ta? 26 tuổi. Rồi. 26 tuổi. À, dám bỏ thành phố, bỏ những cái điều quen thuộc, bỏ những cái tiện nghi, những cái tiện ích mà dám về đây lập nghiệp. Với một cái tinh thần phải nói là đụng đâu làm đó. Coi như là không có ngại. Anh em mà muốn bỏ phố về quê á là một cái mong muốn nó rất là chính đáng ha. Nhưng mà muốn bỏ phố về quê á là phải xác định á là mình đụng đâu làm đó, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Ví dụ như vợ của Hậu là ngày xưa không biết nấu ăn, biết ăn tiệm không, mà giờ nấu ăn. Hồi nãy mời mình bữa cơm trưa rồi các bạn, rất là ngon. Đi ra thấy dừa nè. Đi coi nè. Đây nước do ở đây cái nguồn nước sạch nó chưa có, cho nên là hai vợ chồng phải kêu nước tinh khiết về phục vụ cho cái việc ăn uống nấu nướng. Mãng cầu đỏ. Mãng cầu đỏ hả? Là cây nào? Cái này nè. Này hả? Đó. Anh biết cái này không? Không luôn. Này hả? Chắc chưa ăn lần nào đâu phải không? Bình bát hả? À. Chưa luôn. Nào có dịp đi. Nè các bạn, đường dây điện, nói chung là ở đây đường dây điện thì nó chưa có vô tới, cho nên là đi từ ngoài vô là kéo điện bằng những cái cây cọc xà cừ như thế này ha. Và tự mình câu hết luôn. Tự câu hết luôn á. Dạ đúng rồi. Nè trái bình bát nè đúng không? Ủa này trái chanh lộn. Trái chanh. Thấy nó vô ngấn ngấn giống cái lồng đèn quá. Đây là những cây dừa. Nè. Dừa lùng, dừa dâu lửa. Thôi xíu à. Đúng không? Nãy giờ các bạn coi clip với mình là mấy chục phút rồi mà không nghe một tiếng xe nào luôn nha. Không nghe một tiếng xe, một tiếng kèn. Nè, mấy cái dừa nè anh. Đó, đó lùng tè. Nó là bình thường nó có quả rồi nè. Ở trong đó còn nhà nào không ta? Còn anh. Được hai nhà nữa. Đây là, bên đây là cái vườn, bên đây là vườn nhiều vườn nè. Vườn ổi, vườn nhãn. À. Dạ. Mấy bên này đi lên đây quẹo qua. Nào cho mấy đứa con anh nó xuống đây nó quậy rồi. Dạ. Đó. Barbecue rồi quậy. Dạ. Loại suối rồi bắt cá rồi nè, chắc xuống đây mấy này cạn hiệu mà xuống đây bắt cá rồi thoải mái này cho tụi nó chơi tụi nó biết cái cảm giác ở dưới quê như thế nào. Ừ.
Mà em nói nghe nói mấy cái giường này nó lại không có những cái suốt sản phẩm thuốc xịt đồ này nọ, nó cũng an toàn. Dạ đúng rồi. Ở bên kia là gì, khoai mì hả? Khoai mì. Đó, qua phải mày thấy vườn nhãn á, thấy cái nhãn chưa? À đúng rồi, cái nhãn kìa. Dạ đúng rồi, nguyên một vườn nhãn đó. Ở đây đi em để cửa nhà luôn, cũng không sợ mất nữa, không ai vô hết chứ. An ninh đúng không? Đây an ninh luôn. Đây mình thấy ở đây nó vắng. Mình nghĩ là nó nguy hiểm nhưng mà thực chất đây rất là an ninh. Đây toàn là người nhà xong mà không có ai xa lạ vô hết trơn á. Dạ. Khoai mì hôm xíu xuống đào về nhà làm khoai mì chiên ăn. Này là vườn nhà. Vườn nhà luôn hả? Cây này cái gì ta? Trái hột hột không? Em không biết rồi. Không biết luôn. Giống cây chăm quá. Chăm hả? Giống rồi chứ em không biết nha. Ừ. Ăn thử coi. Thôi ăn bậy bạ. Không. Không biết. Trong này nghe sột soạt chắc là mấy bạn gắn mối. Gắn mối, đủ gắn mối này nhiều lắm. Anh đi câu một ngày chắc cũng mấy chục con á. Nhưng mà cũng khó, gắn mối khó câu chứ. Anh vô nhà em anh ngồi anh bắt chứ cần cái gì mà phải... Ghê vậy à? Ngồi bắt luôn hả? Dạ. Rồi anh câu đó anh thấy nó nhanh, chạy nhanh lắm. Dạ. Đất còn bao la luôn ha. Bao la, trong khu này trồng trái cây không ạ? À? Đi ăn thả đã luôn ạ. Ở trái trùm bát á. À trùm bát. Người ta kêu bằng mãng cầu đỏ đó. À mãng cầu đỏ đó hả? Dạ. Cái đó ăn được chưa anh? Cái đó ngon lắm á. Mà nó chưa chín mà. Chưa chín. Mình giấu được không? Hay là phải giấu. Giấu hả? Ở như bơ á. Chưa, nó phải vàng vàng kìa. Rồi từ lúc mới về cũng khó khăn trăm bề ha. Dạ. Không có tiện nghi. Không có tiện nghi. Dạ. Rồi về lúc đó mình sốc tinh thần mình sao ta? Hai vợ chồng động viên nhau không? Thì cũng chạy đi ăn, đi chơi ở ngoài thôi. Ừ. Từ hiểu quen. Ừ. Như tối đây em giải trí bằng cái gì? Nhà hai vợ chồng coi phim. Coi phim à? Dạ. À là trước khi coi phim là phải chạy ra quán cà phê đao phim về trước. Đúng rồi. Đao lần mấy tập, luyện lần mấy tập. Tải lần mấy bộ luôn á, chứ không phải là tập đâu. Điện thoại tải được nhiều lắm. Vui ha. Dạ. Tại anh chưa có cảm giác mà xài mạng một ngày chỉ có mấy gb xài nó không có đủ gì hết trơn á. Đúng rồi. Không có dám lướt cái tót, anh lướt cái tót chút xíu là hết liền à. Có nói gì mấy gb, thằng cu nó chơi thì hả mình còn có gb chứ mấy. Coi mấy lần mạng coi YouTube nó còn chút xíu là hết liền à. Đúng rồi. Cho nên phải kiếm chuyện bài cho nó chơi. Rồi ở xa con vậy có nhớ không? Hay là bao lâu về thăm lần? Cuối tuần rước lên đây chơi. À cuối tuần lên đây còn chơi. Còn mình đi học thì nó ở nhà. Ừ. Nay mấy tuổi vậy ta? 4 tuổi. Ơ vậy bằng nhóc anh, bằng Teppy nhà anh. Dạ. 28. Dạ. Sinh tháng mấy? Dạ tháng 5. Tháng 5 hả? Vậy lớn con anh 5 tuổi, con tháng 10. Anh vô đây bằng ngay. Anh ơi 5 tháng lộn. Anh vô đây ngay dịp Tết á là có mấy cây mai khủng lắm. Ở đây ra đây khu này trồng mai, mấy cây mai nó khủng dữ lắm anh luôn. Anh mà muốn chơi mai á. Đây là nơi lý tưởng luôn á. Ghê vậy hả? Ở đây nhiều lắm, nhiều cái vùng. Mấy cây mai như cái cổ thụ luôn á. Trời, đã vậy ta. Dạ. Ồ anh cũng có chơi mai á, cũng có ghiền mai á. Là người ta trồng đâu? Ở đây. Mấy đất này luôn hả? Xíu dẫn ở đây vườn vườn mai. Ở bên đây cũng có mấy mai đẹp nè. Ừ. Ồ anh có biết ăn mít cám không? Mít cám hả? Mít cám là gì ta? Mít đực á. Biết không? Chắc anh ăn rồi quá mà tên nghe lạ quá, mít cám á. Trên cây mít nó sẽ có những quả mít non á. Ừ. Mà nó sẽ thúi, nó không có ra quả gọi là mít đực. À mít mà nó không có nở đó, nó non cái gì quả gì có. Ăn không? Nó chát hết xì luôn á. Chát dữ lắm. Nãy mới không dọc đường kia mình lên cái cầu, mình coi cái cảnh nó đẹp hơn ha. Ừ. Mà mình dòng ngược xuống đây. Xuống đây thì xích đằng kia mới có cảnh đẹp. Đây cũng có mương nè. Dạ. Đây các bạn, đường dẫn vô rồi nó vậy nha. Đường đá không à. Ừ, đường đá. Mà nó có chỗ nó còn xấu hơn nữa. Nắng nắng quá hả? Ok. Thôi vậy mình đi về luôn, đi đâu xài chứ giờ lát về mệt lắm. Đi về luôn đi, hôm nào xuống cắm trại luôn. Có lý quá em. Không mà thật sự gặp Hậu, nghe Hậu chia sẻ, coi như là hôm nay lần đầu tiên mình tới nhà Hậu luôn.
Thì lúc mà đường vô mình nói thôi hơi vắng nha, rồi vô nghe hai vợ chồng chia sẻ phải thật sự là nể phục luôn các bạn. Tất nhiên là cái nhu cầu mà khi mà chúng ta mệt mỏi ở thành phố bon chen quá, chúng ta nói thôi giờ về quê sống cho khỏe, nhưng mà về quê á nó không có đơn giản ha. Nó thứ nhất là ví dụ những gọi là cơ sở hạ tầng nó chưa có phát triển nè, đó thì chúng ta thích nghi như thế nào. Cụ thể ở đây là điện lúc đó về chưa có, phải bỏ tiền ra kéo nhiều tiền lắm em, kéo điện về á 20 á. Ờ mua kéo 20 á. Đó, kéo điện về đến nhà, nước nôi thì cũng không có để sử dụng, cho nên là phải chữ nước mưa để xài đó. Rồi bình thường ở Sài Gòn á thì thèm ăn cái gì lên app bấm chạch ship hàng về, hoặc là chạy ra ăn uống. Còn bây giờ á là đi cực quá, ban đầu cũng đi đúng không? Dạ ban đầu cũng đi, cũng đi chưa có nấu ăn, nhưng mà đi lần đi là nửa tiếng đồng hồ, chưa nắng kiểu này đói bụng mà chạy ra tới nơi chắc xỉu luôn chứ ăn gì nổi nữa. Đó tự nấu ăn. Tối á thì thay vì đi cà phê cà pháo đàn đúm đồ này nọ thì bây giờ không có gì làm thì bắt đầu phải bày ra suy nghĩ ra đầu óc mình, lúc đó phải suy nghĩ công việc ra để làm, để giải trí, để giải tỏa đó. Rồi tối xuống thì xung quanh nó tối thui, tối thích luôn. Tối đây có đom đóm bài đẹp lắm nha. Ờ, có đom đóm đẹp á. Dạ. Nhiều không em? Nhiều. Nhiều luôn hả? Trong mấy cái vườn chanh này nè, tối đi rung cái chanh đom nó bay ra đẹp, đã lắm. Trời ơi, nghe hấp dẫn quá, chắc bữa nào xuống quậy, chắc chắn nó xuống quậy rồi. Ở trên anh á, trên anh lúc trước cũng có đom đóm mà giờ nó đô thị quá nhiều quá, nó hết đom đóm rồi, lâu lắm mà không thấy đom đóm nữa. Thì chỗ nào có đèn thì chỗ đó đâu có đom đóm được. Ừ. Dạ. Gì đây? Ếch nhái nương gì nhảy đây. Đó bạn. Các bạn phải sẵn sàng lao mình vào tất cả công việc luôn. Đó. Nếu mà chấp nhận, nếu mà các bạn vượt qua nè, hai vợ chồng này sống ở đây một năm nè. Đó, trong một năm qua là có rất nhiều cái sự thay đổi trong cái bản thân mình. Đó, phải siêng năng hơn, phải này nọ hơn. Thì khi mà các bạn vượt qua cái giai đoạn đầu á, thì các bạn sẽ thích nghi. Cái đầu các bạn thích nghi, các bạn sẽ thấy một là các bạn cảm thấy là nó đuối quá, không phải gu của tôi rồi. Lúc trước tôi đã lầm tưởng rồi, tôi đã nhận định sai lầm là về quê sẽ sướng hơn. Các bạn quay về thành phố. Cái trường hợp thứ hai là các bạn thích nghi, bắt đầu thích cái cuộc sống này. Đó. Nhiều khi mốt giờ cho về thành phố ở lại ở không em? Không anh. Đó, một khi đã thích nghi, đã quen rồi là không muốn về thành phố luôn, chắc chắn hứa với các bạn luôn. Bản thân mình ở ngay Lấy Thiêu, Bình Dương. Thì ngày lúc mà mới ở thì cũng còn vắng đó các bạn, cũng còn cái nét quê đồ này nọ, dễ thương. Nhưng mà bắt đầu giờ đô thị quá nhiều rồi. Đô thị quá thì nó cũng có cái mặt hại, mặt hay mặt dở của nó. Trước mắt là sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều ha. Bây giờ dịch vụ thương hiệu về đồ ăn thức uống nào nó cũng có hết trơn á. Rồi ráp bút gì nó cũng đi tới nơi á. Lúc mình mới về ở thì nó chưa có, mà giờ đầy đủ hết rồi. Nhưng mà bù lại cái đầu xe cộ quá trời luôn. Cái con đường nhà mình lúc trước là nó vắng xe lắm. Còn bây giờ hả, 12 giờ đêm, 1-2 giờ đêm, xe nó cũng chạy, cũng có xe chạy dù. Còn cái giờ mà 9-10 giờ hoặc là 4-5 giờ chiều, xe nó chạy ào luôn. Hả, nó bắt đầu nó mất nét quê rồi. Nó đô thị quá nhiều, lên thành phố rồi mà. Còn đây thì còn rất là nhiều. Một khi mà phát triển thì sẽ không còn cách này đâu. Nè các bạn thấy nước trong veo ha. Bông dừa đẹp lắm. À, bông dừa. Nước này trong veo. Đây ngồi xôi cá ngon luôn. Ủa con rít này, quay con rít không? Nào, con rít đâu? Rít bơi kìa. Ồ, con rít bơi. Rít biết bơi luôn. Ê, con cá li thi luôn kìa. Cá nó dứt luôn kìa. Cá dứt nhít kìa. Ừ đúng rồi, bơi ra cho con cá ra. Cá dứt. Ồ, rít lên rồi. Lên bờ rồi. Lên bờ rồi. Cá nó núp dưới á. Đâu rồi? Hình như con nãy là con li thi đúng không? Em không thấy. Này này. Con li thi nó đẹp lắm, nó màu xanh á. Ừ, con này màu xanh á, xanh bự luôn á. Dạ. Tôi có chân nằm trong đó đó mà anh thọt tay vô. Ô nè. Hôm bữa con kia nó bự gấp 4-5 lần này, 10 lần nó dứt anh luôn rồi. Nó leo lên nữa rồi.
leo lên lào dừa rồi. Chạy đi thôi. Nghịch nghịch chút. Ừ, nhà mình nói dài ra làm sao luôn ha. Cái kho luôn đúng không? Kho mình cũng xây mới luôn mà đúng không? Cái chỗ nuôi chó đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tôn xây mới hết anh. Thề lúc trước là vườn chanh không à. Ừ. Dạ. Yeah. Quá lý tưởng. Đây bên này còn ô trống nữa nè, anh em mình làm hàng xóm. Dạ. Vậy đây nuôi bò sát là im luôn á. Im luôn hả? Ờ. Không ai vô kiếm, không ai quấy rầy luôn á. Đưa lên mạng cái là tới nơi luôn chứ hả? Không ai vô kiếm. Đừng để đi chỉ. Vì vậy đây đây mày không chỉ đường anh vô, sao anh biết đường vô? Đúng rồi. Tối ngủ là tối thật ngủ sự là không cần khóa cửa luôn hả? Tối ngủ không có quạt luôn hả? Còn gió lồng lộng mát. À đúng rồi, đây chắc mát lạnh luôn. Mát lạnh luôn á. Đây nó rất là trống các bạn, thoáng. Mà không khí nó trong lạnh lắm, nó không có hôi thuốc, không có cái gì hết trơn á, đây ta không xịt thuốc. Nó trong lạnh dữ lắm luôn. Đi vòng thấy sướng, chưa đã chiều chiều mát mát. Chiều đây mát chắc chim về dữ lắm ha. Trời ơi, chim về nhiều lắm nè. Chim đây chỗ chiều chắc là hoành hoạch rồi. Ơi. Nãy giờ anh thấy yến bay nhiều quá ta. Yến nhiều, đây xung quanh nhà yến nhiều. Bổi cá nữa. Mấy con bổi cá ở ngoài hồ á. Nhiều lắm. Ngoài sông rồi nó bơi á. Bay vô. Chim cu nữa, đây chim cu đất á là nó ngủ ngoài đường luôn á. Ừ. Nó không ngủ cây mà ngủ ngoài đường. Tối chạy xe là nó bay lên. Dừa rất là ngon. Ừ. Ok các bạn, đi chơi một vòng tham quan đồ đồng quê sông nước đồ thấy thoải mái không? Rất là thoải mái ha. À, rất là nể phục em luôn á, thật sự cái này là nó nói thật lòng luôn á, là dám mạnh dạn đi xa để khởi nghiệp. Nhưng mà anh nghĩ đây là một cái hướng đi chính xác luôn á. Tại vì nó phù hợp với nghề mình. À, mà quan trọng nữa là hai vợ chồng ai cũng được gọi là mạnh hơn. Rất là ok. Coi như lúc trước là không biết làm này không biết làm kia, nhưng mà về đây là phải tự làm hết. Cũng vui, hai vợ chồng đồng lòng đoàn kết là quá vui rồi. Đồng vợ đồng chồng tát bữa lông cũng cạn. Chúc mừng em. Ok các bạn, thì hôm nay xuống nhà của Hậu chơi, rồi đi tham quan, rồi chia sẻ về cái đam mê cũng như những cái bước ngoặt trong sự nghiệp ha. Từ cái này chuyển qua cái khác. Thì các bạn coi clip cái series này các bạn cũng thấy Hậu và vợ là những người rất là linh động ha, rất là tùy cơ ứng biến, rất là mạnh dạn, dám nghĩ dám làm. Cái này thua rồi thì nhanh chóng bắt tay vào cái khác để duy trì cái cuộc sống của mình, đúng không em? Chứ còn ôm này giờ này chắc cũng no dữ lắm. Ôm này là giờ em đuối luôn á, giờ phải duy trì rồi tiền ăn của tụi em nữa. Chung là nhiều thứ lắm anh. Rất là nhiều thứ. Thì mình nghĩ cái cuộc sống này nó biến chuyển rất là nhanh luôn, thì cái khả năng thích nghi của chúng ta càng tốt thì chúng ta sẽ tồn tại nó dễ dàng hơn ha, phát huy được hơn. Rồi rất là vui khi được chia sẻ tới mọi người những cái thước phim cũng như là những cái lời chia sẻ rất là chân tình của hai vợ chồng. Ok, cảm ơn em nhiều, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha, bye bye. Hôm nào anh xuống anh quậy tiếp. Dạ đi rồi. Vô mương vô đồ. Ok anh. Ok em. Đem thêm bộ đồ đi xuống tắm sau nha. Anh đem hai bộ luôn chứ. Xuống vớt cá lia thia chèo xuồng. Dạ. Chui vô vườn nhãn ăn luôn. Dạ. Bữa nào mà thu hoạch nhớ hú anh nha. Anh xuống anh vô vườn anh quay anh hái luôn. Lại chim bán nhãn luôn. Dạ rồi, ok anh. Ok, bye bye mọi người nha.